khi mà nói về cái con Honda Prio này thì nó có rất là nhiều phiên bản, rất là nhiều màu sắc luôn nha anh chị. Chủ đạo nhất là màu vàng nè, màu cam, màu trắng, đen, đồ đầy đủ luôn. Tổng cộng có 6 màu sắc. Đấy. Nếu như anh chị nào thích những xe nhỏ gọn nè, đi gia đình nè, mới có trẻ em trẻ nhỏ nè. Đấy. Và đặc biệt là thương hiệu Nhật Bản nè. Đấy, rất là thích màu sắc, rất là thích thể hiện sự cá tính, trẻ trung, đi rất là nổi bật luôn. Thì trước mắt của anh chị là một con Honda Prio bản GS đời 2019. Đấy, biển số sẵn 51H25235. Rất là dễ nhìn luôn. Tiết kiệm được 20 triệu tiền sang tên đổi chủ nếu như quý anh chị hộ khẩu ở Sài Gòn Hà Nội nha. Rất là tiện luôn. Đấy. Xe hiện tại đối với cái dòng Honda Prio GS này nó đã ngừng sản xuất rồi nha anh chị. Đấy, chỉ có những xe cũ xe lướt mà xe còn keng đẹp thì nên cân nhắc lựa chọn nha. Xe có sơn màu cam nè, liền lạc đồng màu trước ra sau. Rất là bóng bẩy luôn, rất là sáng nha. Đấy. Trên cái phân khúc Honda Prio này thì rất là nhiều anh chị tin dùng trẻ, các anh chị thành đạt trẻ thì rất là ưa chuộng dòng này, tại vì nó rất là nhiều màu sắc sẵn theo xe. Đấy, và kiểu dáng rất là thể thao luôn. Đấy, trang bị sẵn cho mình luôn. Cam lùi nha. Động cơ 1.2 thì cho ra công suất khoảng 88 mã lực, lâm qua mức tới 2 nhiên liệu khoảng 5.2 ngoài đô thị và 5.9 đường kết hợp và 7 lít đường trong nội ô nha. Rất là tiết kiệm luôn. VOS động cơ Avitex. Đấy. Cốp thì cũng cực kỳ ông gái luôn. Chủ yếu mua những xe này về thì do là thích cái sự màu sắc hàng Nhật Bản, form dáng rất là thể thao. Đấy. Có nhiều cái gắt quá, quý anh chị thông cảm giúp em nha. Đấy. Lốp sàn Simili nè, ghế da nè, chưa có dấu hiệu xuống cấp gì nhiều, hầu như là ít sử dụng đến. Đấy. Trần thì trần nguyên xin. Nói chung là mua con xe này thì rất là nó chủ yếu về cái phần nổi bật trẻ trung, thể hiện cái sự cá tính của mình. Do nó rất là nhiều màu sắc nha. Đấy, ghế da màu đen, khóa chỉ cam. Cũng rất là thể thao luôn. Đấy, ô tô nè. 22.904 km nha. Bên em cam kết bằng giấy tờ văn bản ô tô chuẩn nguyên xin nha. Đấy. Tay lái vô lăng thì rất là mới nha, chưa có dấu hiệu xuống cấp gì nhiều. Lên sẵn luôn cho mình cái màn hình Action. Rất là tiện luôn, có navigation, dẫn đồ, nghe nhạc làm thử cánh tay đầy đủ luôn. Điều hòa rất là sâu nha. Đấy, có cổng sạc, số tự động. Nói chung phần nội thất thì không có xuống cấp gì nhiều, mới đi có hai vạn mấy km sau 3 năm sử dụng thì hầu như là rất là ít dụng luôn. Rồi mình cùng đi vào với khối động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết khối động cơ 1.2 cho công suất 88 mã. Đấy, có hơi bụi xíu thì bên em sẽ spa dọn gửi lại trước khi bàn giao đến tay anh chị nha. Chủ yếu quý anh chị kiểm tra xem về cái phần máy móc nè, ốc ác keo chỉ nè. Đấy, ốc ác keo chỉ mới nói là nguyên xin nha. Tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay chị luôn, xe không đâm đục tay này, thiết kế hồ sơ pháp lý rõ ràng, bảo tới hãng toàn quốc. Nếu như quý anh chị sẽ xem được video của em á, nhớ nhanh tay alo chùm đích sớm nha. Em sẽ gửi cho quý anh chị hình ảnh video chi tiết nhất, cận cảnh nhất về động cơ máy móc hộp số để quý anh chị kiểm tra. Nếu như ưng, chốt cọc giúp em tầm 10 20 triệu thôi, nên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà, kiểm tra các hãng đầy đủ hãng phương tiện nha. Bán xe phải uy tín rõ ràng nên là quý anh chị yên tâm, không phải nói mẹ nha, cam kết bằng giấy tờ văn bản rõ ràng luôn. Đấy. Rồi tổng qua luôn, trước mắt quý anh chị là một con Honda Prio bản GS đời 2019, đi được 2 vạn 2 vạn 2 2 vạn 4 á. Mới báo quên nè. Thì giá lâm quanh bên em đang chào bán là chỉ hơn 400 nhú xíu thôi. Đấy, nếu như quý anh chị thiện chỉ nhanh tay lâu trong đất sớm, em sẽ hỗ trợ cho giá tốt nhất, gần như là gần về 400 luôn, để phục vụ anh chị có xe sẵn đi Tết giao ngay, đặc biệt là cái biển số thành phố nè. Đấy, cũng rất là dễ nhìn luôn, 2 năm 2 3 năm. Đấy, tiết kiệm được 20 triệu tiền xăng tên đổi chủ nếu như anh chị hộ khẩu ở thành phố nha. Thì hôm trước thì bên em có về một con Honda Prio màu vàng nữa, nhưng mà vừa về là chốt cọc ngay, tại vì bên em bán xe phải nói là cực kỳ nhanh luôn, uy tín rõ ràng, chốt cọc online rất là nhiều. Khách mà chỉ có thông tin xe chuẩn bị về đúng với mục đích nhu cầu là chốt cọc ngay, không có chần chờ gì nhiều, tại vì chần chờ là mắc lượt nha. Đấy, quý anh chị xem kho bãi bên em rất là nhiều, trên 50 đầu xe để phục vụ anh chị, không phải bán một hai xe mà để mắc uy tín nha. Đấy, cam kết chất lượng rõ ràng bằng giấy tờ nhân bản luôn. Rồi, nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của anh chị nha. Đấy, thì có nhu cầu cần cái giấy xe nào cái lô trong đất thoải mái nha, em sẽ gửi cho anh chị video chi tiết nhất cũng như hình ảnh chi tiết nhất để anh chị tham khảo, rồi đưa ra quyết định tốt nhất, chọn xe đúng với mục đích nhu cầu sử dụng của mình mới là mục tiêu hàng đầu nha. Đấy, từ 5 chỗ 7 chỗ, gầm cao gầm thấp, bán tải, máy xăng máy dầu, đầy đủ tất cả các mẫu mã để anh chị lựa chọn phục vụ đi Tết nha. Thời điểm thì mua xe giá cực kỳ mềm luôn. Đấy, anh chị xem khách bên em xem xe rất là nhiều luôn. Đấy, đang xem chốt con này đã bán rồi nha anh chị. Rồi, bye bye anh chị nha.